Alo Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách nấu xôi gấc nước cốt dừa. Hạt xôi thì dẻo mềm nè, hoàn toàn không có bị nát, không bị quá mềm. Xôi này các bạn có thể làm ăn hoặc là mình làm trong các dịp đám thôi nôi đầy tháng, rất là ngon luôn. Hạt xôi bóng mềm nè ha, dễ lắm các bạn. Mình không có cần cầu kỳ giống như là cái kiểu truyền thống, mà cho ra hạt xôi ngon y như người ta bán luôn. Thì mình dùng đây là nửa ký nếp. Mình dùng cái loại nếp Thái, các bạn dùng nếp nào cũng được nha. Vo cho sạch xong rồi cái mình ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ cho đến 2 tiếng luôn, để cho hạt nếp nó nở ra. Rồi bây giờ mình sẽ vo rút lại, để cho nếp nó ráo nước. Mình sẽ để yên ở đây nha, đừng có cho còn nước, tại vì chút nữa mình còn dùng nước cốt dừa. Với nửa ký nếp đã ngâm thì mình dùng 200ml nước cốt dừa thôi, đừng có cho nhiều quá, đây là nước cốt ép. Nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường, vài cọng lá dứa cho nó thơm cái nồi xôi của mình nha. Và đây là gấc nè, mình dùng ở đây là 100g, tính luôn cái phần hạt gấc á. Sẽ lấy cái phần hạt này ra, rồi một cái mình bóp ra cho nó nhuyễn ra vậy nè, để chút nữa mình trộn vào xôi cho nó có màu đẹp. Cho hết 200ml nước cốt dừa vô trong chảo. Các bạn sẽ cho muối vô nha, nửa muỗng cà phê thôi. Phần gấc mình sẽ cho vô hết luôn. Nếu như cái bước truyền thống á, thì mình chỉ cần trộn trực tiếp cái phần gấc vô trong nếp, rồi cái mình đem hấp. Rồi bắt lên bếp mình sẽ nấu cho nước cốt này nó sôi lên. Thì vừa nấu các bạn vừa khuấy vậy nè, cho nó nhanh sôi mà nước cốt nó không có bị bồng con á. Có nghĩa là nó không có bị lợn cợn ở trên cái mặt nước cốt dừa. Cho nước cốt nó sôi nhẹ lên. Rồi bây giờ mình thấy nó sôi nè, nó có hơi lên rồi đó. Các bạn đảo sơn cái rồi mình lấy nếp mình cho vào nha, đừng có cho nó sôi nhiều quá. Sôi nhiều quá là nước cốt nó lợn cợn á, vô hạt sôi mình thấy nó không có đẹp. Rồi đảo đều, thì mình xào nếp mình để ở mức lửa vừa thôi, đừng có lớn quá, để cho hạt nếp nó rút nước cốt dừa vô. Bắt đầu nó rút rồi nè, các bạn thấy hạt xôi của mình nó sẽ hơi khô hơn chút xíu, mà lúc này chưa đâu, mình vẫn xào tiếp nha, xào cho nó khô lại luôn á, màu nó lên đẹp và hạt nếp nó khô ráo, nó không thấy nước cốt dừa nữa. Các bạn xào vậy thì mới được nè, khi mà mình hấp lên nó hạt xôi của mình nó khô ráo, nó không có bị nhão và nó ngon nữa. Chuẩn bị cái xửng hấp thì mình lót ở trên là miếng giấy giống dính á, tại vì cái khuôn hấp của mình lỗ hơi lớn, còn nếu mà các bạn có cái xửng hấp mà cái lỗ nhỏ thì khỏi cần lót giấy cũng được nữa. Cho trực tiếp cái phần xôi lên trên, dàn nó ra nha, dàn ra cho nó hơi mỏng ra. Rồi cái mình sắp lá dứa lên trên mặt để cho xôi nó chín nó thơm, rải đều lên trên vậy nè, một chút nữa khi các bạn mở nắp ra nó thơm bát ngát luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Hấp xôi thì mình bắt sẵn nồi nước nha, cho nó xôi bùng lên. Rồi mình hấp 15 phút với lửa vừa. Sau 15 phút, bây giờ mình mở nắp ra. Màu sắc rất là hấp dẫn luôn, thơm cái mùi nước cốt dừa. Gắp lá dứa qua một bên nha. Cái bước này thì xôi của mình nó chín rồi, nhưng mà nó chưa có được mềm. Và các bạn xới đều lên, tại vì nếp mình đã ngâm trước rồi á, cho nên là xôi nhanh lắm, không có cần phải lâu. Xới đều lên rồi cái mình cho đường vô. Phần đường á, thì các bạn rải đều lên trên mặt, xong rồi cái mình trộn đều. Nếu như thích xôi ngọt hơn thì dùng khoảng 5 muỗng canh đường cũng được. Ở đây thì mình dùng 3 muỗng canh cho 500g nếp. Xôi này thì nó có cái vị ngọt dừa dừa, không có quá gắt. Rồi cho hết phần đường còn lại vô. Rồi các bạn cũng trộn đều lên nha. Trong lúc mà xôi còn nóng, các bạn trộn vậy thì hạt nếp á, nó rời ra, nó ngấm đường, đường nó sẽ nhanh tan, đừng có để cho nó nguội quá. Trộn xong rồi mình cho lá dứa lên trên trở lại. Bắt lên bếp mình sẽ hấp thêm 5 phút nữa là được. Đúng 5 phút, vậy là được rồi, mình tắt bếp luôn. Xôi của mình hấp xong, dẻo mềm, có cái màu đẹp của gấc nè, hạt nếp thì bóng lưỡng luôn, không có bị quá khô cũng không quá nhão.
Làm xong các bạn có thể ăn ngay, hoặc là mình làm xong để qua ngày hôm sau mình ăn, thì mình cứ đậy kín cái nồi xôi để sáng lại các bạn hãy dỡ xôi ra, hạt xôi vẫn còn ấm ấm thì nó cũng ngon. Mình cho vô cái chén á, để mình tạo hình ra, cho thêm lên chút xíu mè rang nữa, ăn cho nó thơm thơm á, hấp dẫn quá các bạn. Hạt nếp đều băng luôn ha, không có bị nhão nè, mà mình xới rất là nhiều luôn, cũng không hề bị nát, dẻo. Ra bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha, xôi gấc với nước cốt dừa, béo nước cốt dừa lắm á, nhưng mà độ ngọt không có nhiều nha, mình thấy ăn cái độ ngọt dừa không có bị ngán đâu, rất là ngon. Xôi ngọt thì phải béo béo nước cốt dừa vậy nè, ăn mới hấp dẫn, đậm đà, mềm dẻo, thơm thoang thoảng mùi lá dứa nữa. Còn nếu mà các bạn dở ra như vậy thì mình ăn trong ngày, đợi qua ngày hôm sau thì cái lớp mặt nó sẽ hơi khô một chút. Để trong ngày hôm sau thì các bạn để nguyên trong cái nồi hấp, ăn nó sẽ ngon hơn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ai cũng có món xôi ngon để thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.